xung quanh những vòng quen của mình. Thì nơ của mình thì nguyên liệu bao gồm có một ít vải cotton như thế này, một cuộn dây màu đỏ, một cuộn dây màu be và một chiếc kéo để cắt nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là mình sẽ cắt cái cuộn băng rôn màu đỏ này ra để làm nơ trước. Sẽ gấp hai, kẹp hai cái nơ vào một nha. Dây màu đỏ này để mình có thể làm nơ mình đóng lên trên to nha. Thank you.
Hẹn mọi người ở video sau. Mọi người đừng quên là like, share, subscribe kênh của mình để mình có thể ra được nhiều video.